tao sao đang cháy cháy cháy, không có đồ lắc hay nhịn. Tụi mày đang gáy 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 đem cáo đầu ngáo đi chỉnh. Mấy thằng đầu óc ngu sững rách là phải chất hay chẩn. Không có bốc phát, không cần gốc gác hay cầm máy cắt tay thận. Đây là website không có ghét ai, đem hết lên tầm cao mới chứ không để diễn hài. Đập cho tét tai không cần ghét mãi, khi tao tét mai độ ngu là do mày chọn, không cần dây lại. Xin đừng cố mày đừng trách ai. Oh wow, đây là nơi tao cháy cao nè. Đi build under chắc dẹp hết lũ gáy sao hè. Mấy đứa phách rap thiệt hề để tao cấy tao khè, giống như cái cách mấy thằng homie nó đang cháy với tao nè. Thao sao giải quyết tụi tao là có thừa, giống như cái cách tao gắt thì mày đừng tắt tao chắc. Năng lượng là khó chứa ác liệt, cũng chát thiệt vẫn khác biệt, bạn nghĩ sắp nát thiệt. Ay yo cắt tiết một quái vật đến từ cung lý, biết bao ngày tháng tao vắng bóng, nay quay trở lại với dạng phong đầu khiến cho thời tiết nắng nóng. Cho mày biết cái đất under luôn luôn chào đón như anh tài, không phải sân khấu để cho mày diễn cái tích 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 của danh hài hip hop à. Cho mày biết là sao thằng giết mày nó không ai khác là thằng giết là tao. Mày ngồi viết là sao mày được hit là cao, mày đừng có khen khi tao lên chắc cái thằng thích nhất là tao. Tao chưa rám chính bạc chắc xăm nó phải là dân chợ búa, khi tập lâu để cho mày biết rằng hôm nay mày đỡ chúa. Tao muốn mình sẽ được bất tử, không phải hồng ma khiếp có nhang. Trong bài cuộc trắng nó mạnh cánh nào thì tao ép mình là xoay hoàng. Nhạc tao lên để làm trong bão trong não tụi bay khai sang. Tụi mày cưng ngu mà tập thành đúng thì báo ba mẹ được mày tay. Tụi mày đừng mong tụi tao chết lặng để chết tông sao bị lật đổ. Tao quay trở lại đã phải là địa mà chính xác tao là phong tổ. Đây là tao sao khi ông chắc quanh hiếp. Đây là tao sao một đế chế đang viết. Đây là tao sao thanh âm phát ra khác biệt. Đây là tao sao phân bố tung hoành gấp việc. Check microphone back to my game again. Giờ nó thật đổi cho cái lũ tụi nó biết được tao đến từ đâu. Big man tao sao nếu thực sự mày yêu hip hop, tao hứa với lòng làm nhạc của mày sẽ luôn được tao sao đau. Nhưng nhìn lại hiện tại thì tụi rapper tụi phong ngoài kia, từ style từ flow tất cả đều hao hao. Tao đã biết tại sao tụi nó luôn ảo tưởng trong khi âm nhạc cần bảo dưỡng. Tụi nó cứ nghĩ trình độ được trên may vì đã đăng nhạc lên sao lao. Đếp rất hiểu tại sao tụi nó tuyên truyền hip hop thành văn hóa mắc thiếp. Nếu nhạc mày là một trái bom nổ chậm, tao sẽ đến người dân cũng giữa vào thẳng bản mặt của mày gửi cắt, khiến mày xuống cuộc đời không thể bắt kịp. Sự mượt mà có dùng chạy hip hop khi tao bắt nhịp. Nhạc tao hay dở ra làm sao người nghe thật sự tự khắc biết. Thành công nó đối với tao là khi bài nhạc kết thúc người nghe cũng nhắc biết. Khi mà tao bắt đầu bắt cầu sắc màu ở trong nháp thì mày nghĩ lắc đầu chắc ngầu. Đó là lúc tung ra chắc đầu da khắc màu phát màu phép màu ở trong rap. Khỏi độc đèn bao quanh mỗi khi serum cất giọng. Chào mừng tụi mày đến với tụi tao để cho tao diệt giấc mộng. Chuyện thật thì sẽ mất lòng, nói nhiều làm gì mất công. Chiến trường sinh tử mày đấu với tao thì nỗi ám ảnh chắc đâu. Mày làm gì ai biết nhưng mày đem gáp giá hình. Mày đụng với tụi tao chẳng khác nào tự đá mình. Tự nhận tụi mày quá trình thằng cu ăn bám má mình. Ngậu mạng thì thôi để tụi tao tặng cho mày thêm một tá kinh. Kinh hoàng kinh điển rồi lại là kinh sợ. Ở không không chịu lại tự muốn đi ginh nợ. Hip hop nó vẫn đang chảy nghe từng nhịp tim đang thở. Tỉnh dậy đi cái thằng ốc chó vì bản thân mày đang mơ. Dẹp loạn hết cả mấy thằng cái bang ngang tàn. Tao sao vẫn ở trên đỉnh thì mày làm đéo gì ngang hàng. Ngậu mạng thì tao đem bán thịt chữ tao sao trên chén biến. Mày trở thành một thằng áo ngồi xem tao sao lên hàng. Đó là chân chạy để phải là do lửa. Tụi mày vô đến sân bay phát hỏa từ kho chứa. Âm thanh vang vọng lan tỏa từng khoảng trống. Đi tìm năm đến chí bắt anh em la khen họng. Đã bỏ hết tất cả mọi thứ quay về trường phái cũ. Làm công việc và mỗi sáng kiếm tiền lương tài đủ. Ông anh tao hỏi giờ mày thương ai cu. Tao đã cười và trả lời rằng cô gái từ high school. Anh em tao sao ngồi lại đây và chiêu nào. Cạn đêm lao sao mình cùng nhau ngồi phiêu nào. Anh em phi tay gọi chiếc tay đồ trái cây. Quỳnh no một điếu làm vậy hơi là khoai ngay. Quỳnh đến ngày mai, hôn hến bài trai. Nơi đến Cần Thơ, đến Cần Mơ nè ai ai. Tao hết vợ rồi nên tao đành phải bye bye.